Trong những điểm tin trước, chúng tôi đã dịch lại video của Nova Plus về cộng đồng người Việt Nam và cũng đã nhận được khá nhiều phản hồi tích cực. Hôm nay chúng tôi xin được mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin thú vị về những phong tục tập quán của người Việt Nam từ góc nhìn của một người Séc. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Người phụ nữ trong văn hóa Việt hay châu Á nói chung luôn là những người nết na, tùy mị. Đám cưới, sự kiện công ty, nghi lễ tôn giáo hay chỉ đơn giản là một bữa tối, đối với người Việt Nam rất quan trọng. Nova Plus đã có cơ hội tìm sâu hơn vào cộng đồng để biết tại sao karaoke lại phổ biến đến vậy, hay tại sao đám cưới lại tổ chức to như TV show. Tính đến năm 2021, có khoảng hơn 60.000 người Việt Nam sinh sống tại Séc, đứng ở vị trí thứ 3 sau Slovakia và Ukraine. Giờ chúng ta có thể nhìn thấy họ ở nhiều lĩnh vực, tuy nhiên nhiều người Séc vẫn có những định kiến nhất định. Tôi nghĩ rằng họ vẫn không chia sẻ cùng với văn hóa của chúng ta, vì khi sinh sống ở đâu thì nên tham gia vào những hoạt động truyền thống của Séc. Nhiều người xung quanh ở đây toàn lấy họ làm cho cười khi họ bán hàng ở những stanek. Tôi khâm phục họ khi họ đã đặt gia đình lên hàng đầu. Họ rất tuyệt vời, chăm chỉ và thông minh nữa. Giữa thế hệ già và thế hệ trẻ có những sự khác biệt. Thế hệ trẻ này tự đặt ra cho mình là những bạn trẻ chuối. Họ được học đại học và biết tiếng Séc rất giỏi. Nhưng họ vẫn giữ những truyền thống mà bố mẹ để lại. Người Việt Nam là những người rộng lượng, mến khách. Điều đó được chứng minh từ cô gái đầu bếp trẻ Chili này. Chili sang Séc cùng với bố mẹ, khi đó đã có bố ở đây. Bản thân cô đã có những thời gian khá khắc nghiệt tại Příbram. Mặc dù hồi đó không biết tiếng nhiều nhưng lúc đó đã muốn chơi với tất cả các bạn, ví dụ như ở bãi cát hay tại sân chơi của trường, nhưng các bạn đã ném đá hay bắt đầu chửi tôi, thì đó là thời điểm tôi đã bắt đầu co mình lại. Và cũng có thể do vậy nên Chili đã tham gia môn bóng bầu dục, được cho là không mấy phù hợp cho các cô gái Việt Nam. Từ bé tôi đã chơi những môn thể thao hầu như chỉ dành cho con trai, nên bố mẹ tôi cũng không vui lắm, nhưng chắc chắn họ cũng không bất ngờ vì điều này. Liên quan đến ván nốt xe thì tôi đã bắt bố mẹ tôi rằng khi còn nhỏ được đi học, ai cũng được vẽ hình mình muốn nhận. Lúc đó tôi mới nhận ra là ở Séc có ngày lễ này và có thể viết cho ông già Noel bạn muốn nhận gì. Nên tôi đã thật sự bắt bố mẹ mình từ những năm đầu tiên ở Séc ăn mừng Giáng sinh và cả những ngày lễ của Séc, ví dụ như ngày lễ đập trứng vậy. Nói đến đám cưới Việt Nam thì có thể nói là rất to. Ánh sáng, laser, MC, ca sĩ và những điệu nhảy. 100 khách mời là quá ít. Nếu cặp đôi thật sự muốn tận hưởng thì khách mời phải lên tới 700 người. 10 năm trở lại đây, những người trẻ muốn giữ phong tục của bố mẹ mình và nhìn thấy rõ nét nhất là ở những đám cưới. Cả nhà chú rể sẽ đi theo đoàn để sang nhà cô dâu, để có thể rước cô dâu về, rồi đứng trước bàn thờ báo với gia tiên. Một điều quan trọng hơn nhiều trước đám cưới đó là ăn hỏi. Những cô gái chưa lấy chồng được chọn để mặc áo dài. Những người bạn của chú rể sẽ đem lễ, đồ ăn và lì xì cho nhà gái. Sau khi hai gia đình gặp mặt, được coi là đã thành một nhà và chuẩn bị lễ cưới chung được tổ chức tại Sapa. Ở đây, ngày, tháng cũng quan trọng, chủ yếu sẽ được thực hiện vào thứ Bảy, bởi theo người Việt Nam cho rằng thứ Bảy là ngày đẹp. Sau lời dẫn và phát biểu dài thì đến lúc cạn ly chúc mừng. Và đây là một thử thách khi cô dâu chú rể sẽ phải đi cạn ly với tất cả mọi người. Gần đến kết thúc, khách mời sẽ ra về và đưa phong bì cùng với số tiền như chúc mừng cô dâu chú rể. Cách đây 20 năm, bố mẹ cô còn không có tiền để mua bánh sinh nhật, nhưng giờ cô đã trở thành một trong những vlogger nổi tiếng nhất và có ảnh hưởng nhất tại Séc. Trong video này có sự xuất hiện thêm của mẹ bé Hà. Những làn sóng người Việt Nam đầu tiên sang tiệp khắc là những năm 60-70, khi cả hai nước đã ký kết những hợp đồng, thỏa thuận thời đó còn là thời Cộng sản, với lợi thế từ cả hai phía. Ví dụ như từ phía Việt Nam, các công nhân sẽ được nâng cấp tay nghề, còn đối với tiệp khắc thời đó như mở cửa ra cơ hội phát triển mới tại châu Á.
Bố mẹ tôi bắt đầu từ số 0, tiếng cũng như văn hóa cũng bắt đầu từ số 0, nên đối với họ tất cả đều là mới. Bố mẹ bé Hà thời đó cũng không có điều kiện nên bé Hà thường chỉ có bánh sinh nhật cắm tượng trưng trên hoa quả. Để cô có thể học được nhanh tiếng Séc, bố mẹ cô đã gửi cô đến gia đình Séc để học tiếng. Rất tuyệt vời khi được ở cùng với gia đình Séc, chúng tôi thật sự đã được đi chơi, hưởng thụ những kỳ nghỉ, ăn đồ ăn Séc. Họ dạy tôi về những ngày lễ truyền thống. Rồi sau đó bố mẹ hay thường đi làm về, đón con, rồi về nhà ăn bữa cơm tối. Đối với gia đình Việt Nam, bữa cơm tối rất quan trọng, nhất là đối với mẹ tôi, một người rất coi trọng truyền thống và những phong tục tập quán. Theo người Séc, một trong những điều thú vị nữa là ít thấy người Việt Nam tổ chức sinh nhật của mình, nhưng ngày mà họ không bao giờ quên và luôn tổ chức rất to lại là năm mới. Mỗi gia đình Việt Nam sẽ có một bàn thờ nhỏ, trên đó có bày đồ ăn, hoa quả. Còn nếu muốn đến nhà thờ to hơn thì có thể đến chùa tại Sapa, được thành lập từ năm 2003, tức là 4 năm sau khi hoạt động trung tâm thương mại Sapa. Chủ chợ cũng đã tặng mảnh đất này để xây dựng chùa. Thờ cúng cũng là điều để gắn kết giữa bố mẹ và con cái. Mỗi nhà đều có một bàn thờ và trông bàn thờ như thế nào là tùy thuộc vào sự giàu có của mỗi nhà. Nhưng nhất định không thể thiếu ảnh và bộ đồ thờ cúng. Đến ngày giỗ họ thường mua hoa quả, cơm hay hoa. Đối với người đã chết thì linh hồn của họ vẫn luôn ở bên cạnh những người thân trong gia đình. Đức năm nay là năm thứ tư là hướng dẫn viên cho người Séc ở chợ Sapa trong Sapa Trip. Trong 4 giờ đồng hồ, anh giới thiệu cho người Séc về văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn có những định kiến nhất định về người Việt Nam. Tôi cảm thấy tiếc cho những định kiến khi người Séc chưa từng quen biết người Việt Nam nhưng chỉ cần gặp mua hàng ở Vecherka thôi là đã đánh giá có định kiến rồi. Và sau đó người Séc quyết định không chơi với người Việt Nam hay quay lại nói trống không. Nói chung đó là những cái không cần thiết. Trong lần tham quan ở Sapa Trip, những người Séc còn được học cách ăn uống đúng cách khi đến một gia đình Việt Nam. Khi đến một gia đình Việt Nam, tôi không biết người Séc có thường làm như vậy không, nhưng họ hay mua hoa quả, có thể mua một quả dưa hấu mang đến chẳng hạn. Sau bữa ăn tối thì có thể đến mục giải trí, ví dụ như karaoke. Karaoke thật sự rất giải trí, nó bắt đầu từ Nhật Bản nhưng Việt Nam lại lấy lại vì nó phù hợp với đồ uống hay đối với các lần đi nhậu nhẹt. Đối với người Việt Nam, tốt hơn là đi hát thay vì phải đi quán bar. Karaoke có thể hát ở nhà mà không phải ngại với ai cả. Xin chào mừng quý vị khách quý đã đến với đêm gala chương trình tập đoàn promo 2021. Nghe nào, chúc các vị khán giả đang đoàn đến thắng, chúc các vị khán giả đang xem chương trình Việt Nam Trung European hội nghị. Các sự kiện đối với người Việt Nam rất quan trọng. Nhờ Tùng mà chúng tôi đã được tham gia vào một chương trình gala dinner. Cả ở đây 100 người cũng là ít. Bắt đầu sự kiện, những người quan trọng sẽ được giới thiệu, ví dụ như đại sứ Việt Nam tại Séc. Điều quan trọng tiếp theo đó là lựa chọn đồ ăn, làm sao cho khách ra về với cái bụng no và sự hài lòng nhất.